Nghe. Em xin chào chị gái Hội Nguyễn. Em xin chào chị gái Huệ Nguyễn. Xin chào em anh Bùi. Xin chào chị chủ tịch Hải Toan ạ. Vâng, xin cảm ơn cả nhà yêu thương đã vào cổ vũ cho Hoàng Tú. Xin chào em Cứ Lì.
Vâng, xin cảm ơn 17 trái tim đang cổ vũ cho Hoàng Tú ạ. Xin chào em Dương Lan, xin chào chị gái Nguyễn Huệ, chị gái Hội Nguyễn, em Ngọc Anh, em Oanh Bùi, em Nguyễn Nguyệt Thi, chào anh Thư Minh ạ, và chào bạn Lý Bùi nhé. Xin cảm ơn cả nhà yêu thương rất là nhiều. Và trong chương trình hôm nay lên sóng thì Hoàng Anh Tú xin được gửi tới cả nhà yêu thương các anh các chị một số làn điệu chèo cổ. Bài hát tiếp theo Hoàng Anh Tú xin gửi tới cả nhà một làn điệu theo làn điệu Đò Đưa. Mời cả nhà cùng đón nghe. Xin cảm ơn cả nhà yêu thương rất là nhiều. Mời cả nhà cùng đón nghe bài hát theo là điệu Đò Đưa lời cổ. Xin mời cả nhà cùng đón nghe ạ. Xin chào anh Nguyễn Quang Hòa. Xin chào chị gái Liên Phạm. Chiều mới ấy dài chiều đi quanh đất cô nàng ơi, chiều mở lại đi ra đi. Chào em Dương Lan, chào em Hồng Tuyết. Phanh nhì là chưa có vợ chưa chồng này, chú ý ơi, tương lai lại cùng mình, nàng rằng thời các cô nàng ơi. Cảm ơn anh Thư Minh ạ, em Trần Thị Hải Yến, xin cảm ơn em Mai Thị Duyên Dương, xin cảm ơn em Tuyết Phạm Tuyết, chị Huệ Nguyễn, chị Hội Nguyễn, em Mộc Lan, em Oanh Bùi, bạn Lý Bùi, xin cảm ơn 25 tình yêu đang cổ vũ cho Hoàng Anh Tú ạ. Và một bài hát tiếp theo cũng là thêm một làn điệu chèo cổ nữa, làn điệu chèo theo điệu
Đào Liễu xin mời cả nhà cùng đón nghe ạ. Xin cảm ơn cả nhà yêu thương rất là nhiều ạ. Đạo Liễu có một mình, em đi đâu ơi có nào ơi, Đạo Liễu có một mình ấy kia, hai vai đang còn gánh nặng mà để nhân trình đường xa dẫu mà tấm áo thời em để trong nhà, tấm áo xong đi em ấy là sẽ đem thời em để trong nhà ấy, còn bao muôn kia kia nhiều tim mà để vẫn vơ đôi đầu lại còn cái yếm mi cái yếm điều. Thời nó hãy con mau cái yếm điều em thế mà yếm hãy thời nó hãy con mau ấy kia răng đen cô nàng ta chẳng cái mái tóc đầu cô hãy còn xanh dịu dàng ấy thế mà vậy thời làm sao cho nó đành ấy thế mà em quyết rằng ở vậy thời làm sao cho nó đành, sao không tìm nơi cô nàng yếm trốn rồi cũng thế tình mỉa mai chứ rằng ơi cô nàng ơi xuân bất và tái lại. Xin cảm ơn cả nhà yêu thương rất là nhiều ạ. Xin cảm ơn 28 tình yêu đang cổ vũ cho Hoàng Tú. Và một bài hát tiếp theo Hoàng Tú xin gửi tới cả nhà yêu thương cũng theo một làn điệu chèo cổ, bài hát Đường Trường Thu Không lời cổ, xin mời cả nhà cùng đón nghe ạ. Xin chào chị Chủ tịch Hải Toan ạ, em Thanh Lộc, em Mộc Lan, xin chào cả nhà. Chiều ta trong điểm thu không nghi hiu hiu gió thôi non mộng lần lần bóng ơi ngài tiếng trống đã thôi
này Minh Đinh, cảm ơn em Dương Lan, bạn Lý Bùi, cảm ơn tất cả cả nhà yêu thương rất là nhiều ạ. Một bài hát tiếp theo Hoàng Anh Tú xin gửi tới cả nhà cũng theo một làn điệu chèo cổ tiếp theo ạ. Bài hát Sa Lịch Chênh, lời cổ xin mời cả nhà cùng đón nghe. Cảm ơn và xin chào em Mai Duyên Dương. Xin cảm ơn 29 tình yêu đang cổ vũ cho Hoàng Tú ạ. Cảm ơn em Thanh Lộc. Châu nông hình nàng ơi, nàng để ý nhìn xem, ông trài đầu bạc ghé thuyền ai ân. Tóc cụ bạc như cướp, da cụ đỏ như bồ quân. Hôm nay mới thực cõi trần gặp tiên. Cảm ơn chị gái Liên Phan ạ. Cảm ơn em Nguyễn Ngọc Thi. Cảm ơn em Quyết Phạm Quyết. Oh,
mừng ông ơi nguyệt mà sẽ đây ơi cũng cũng nhờ ơn chữ tay thời ông nguyệt kéo xe đây kéo lại đưa cô nàng đến đi ơi ơi à mà để chốn này để chốn này với tay ơi truyền đi truyền đi ai đấy ai thời đã ghé bên đi bờ xin cảm ơn 30 tình yêu đang phục vụ cho Hoàng Tú ạ. Nay đã ơi ghé mà bên bờ là tuyên nghi tuyên nghi ai đấy ai thời đã ghé bên đi mà chú đón đi người tài tử ơi ơi à mà để cùng là chú cùng là hai nhân nghi ơi tình nghi tình nghi ta cảm ơn cả nhà yêu thương đã cổ vũ và cho Hoàng Tú rất là nhiều ạ. Cảm ơn em Đinh Thị Chính, em Mai Duyên Dương, em Mộc Lan, chị Hồi Nguyễn, em Oanh Bùi, chị gái Liên Phan và chủ tịch Hải Toan. Cảm ơn em Mơ Hương. Em cảm ơn 31 tình yêu và còn 10 các anh chị em còn chưa vào được ạ. Vâng, em xin gửi tới cả nhà yêu thương tiếp một bài hát tiếp theo cũng theo làn điệu chèo cổ Duyên Phận Phải Chiều. Xin mời cả nhà cùng đón nghe. Chào em Chu Huyền. Cảm ơn em Thanh Lộc. Xin cảm ơn em Ngọc Anh. Em cảm ơn 32 tình yêu đang cổ vũ cho Hoàng Tú ạ. Xin chào em Hồng Luyên. Xin chào cảm ơn em Minh Đinh, chị Hải Toan, bạn Mỹ Quỳnh. Phận phải chiều tơ hồng vẫn viết chỉ điều xe xăn cầm tay ra mặt dặn rằng chỉ thề nước biếc đạo hằng chớ quên duyên phận đi ta phải chiều thank you.
xin chào em Nguyễn Hồng Kiếm. Ấy mây sợi cầm mở lấy tay, thời này giao ơi mặt cầm tay, thời ơi mặt ta dặn đi trong ban quản trị câu lạc bộ những người yêu chèo Văn Giang. Và trong chương trình livestream lên sóng của Hoàng Tú hôm nay thì rất là vinh dự cho Hoàng Tú được hát một số làn điệu chèo cổ. Và sau đây thì cũng xin được gửi tới toàn thể các anh chị và đặc biệt là các soạn giả, các anh chị soạn giả cũng là thành viên trong ban quản trị của câu lạc bộ những người yêu chèo Văn Giang, như anh Huấn Trèo hay là anh An Hải Minh là các soạn giả trẻ rất là nhiều tiềm năng và có nhiều những tác phẩm rất là hay. Và trong chương trình hôm nay thì Hoàng Tú xin được gửi tới tất cả các anh chị một số ca khúc mà do các soạn giả Huấn Trèo và An Hải Minh các anh đã sáng tác ạ. Để tiếp theo chương trình xin được gửi tới cả nhà yêu thương một bài hát Tự hào đất mẹ Hưng Yên, theo làn điệu Luyện Năm Cung, soạn lời của anh Huấn Trèo. Xin mời cả nhà cùng đón nghe. Xin chào em Thủy Tiên, cảm ơn cả nhà yêu thương rất là nhiều đã cổ vũ cho Hoàng Anh Tú, xin được cảm ơn rất nhiều ạ. Xin chào anh Xuân Mến nhé. Cảm ơn em Mộc Lan, chị Hội Nguyễn, em Nguyễn Nguyệt Thi, bạn Lý Bùi. Xin cảm ơn 34 tình yêu đang cổ vũ cho Hoài Tú ạ. Tháng ba về, phương đầy trời hoa nhãn, bướm từng đàn bay lượn xa xa, ong dây mật ngọt la đà, dâm đan một trời đất giao hòa. Một vùng như gấm như hoài, bức tranh ai dệt cho ta về với quê mình mùa hoa nhãn đi bay trong nắng mẹ say
gặp ngày đổi mới, thị xã Mỹ Hào cùng với Văn Lâm, phủ cử Tiên Lữ quyết tâm, ân thi Kim Đồng xứng tầm vẻ vang. Đi dọc văn giá mi cây cành nhị bút nhị ngàn nhị hoa trái rằng hàng. Vâng, xin được cảm ơn 34 tình yêu đã cổ vũ cho Hoàng Tú rất là nhiều ạ. Cảm ơn Chủ tịch Hà Toan. Bài hát của soạn giả Huấn Trèo vừa rồi đã gửi tới tất cả các anh các chị và các bạn một làn điệu trèo theo luồn làn điệu luyện năm cung, bài hát Tự Hào Đất Mẹ Hưng Yên, bài hát của soạn giả Huấn Trèo rất là hay, có phải không các anh các chị ạ? Vâng, cũng một bài tiếp theo của soạn giả Huấn Trèo, xin mời cả nhà đón nghe một bài hát theo làn điệu Đường Trường Bắn Thước, bài hát Giáng Ngoại, xin mời cả nhà cùng đón nghe. Vâng, xin cảm ơn bạn Lý Bùi, chị Hội Nguyễn, em Oanh Bùi, em Chu Huyền, em Mộc Lan, em Dương Lan, anh chào anh, cảm ơn anh Như Nguyễn ạ. Vâng, trong khi Hoàng Tú hát thì không chào được tất cả các anh chị, bởi vì bình luận trôi đi thì sau chương trình live của Hoàng Tú, xin mời Hoàng Tú sẽ được cảm ơn và đáp từ sau ạ. Nếu như tất cả các anh chị yêu mến giọng hát của Hoàng Tú thì sẽ like và share cho Hoàng Tú. Hoàng Tú xin được cảm ơn ạ. Cảm ơn em Thanh Lập, em Nguyễn Thị Chiếm. Nắng chiều đổ xuống hàng cao, mái nhà xưa vẫn được màu thời gian. Qua rồi bao cảnh cơ hàn, về đây lòng thấy muôn vàn nhớ thương. Dáng ngoài hao hao gầy, chiều y đông nguy. Xa xăm mi
nhằn trăm thứ ân cần nuôi đàn con nhỏ yêu y thương. Dù gió hay sương nơi bãi trước đồng sau ngoài vẫn đi là đôi người. Xa cách bao năm mi con trở về thăm mi ngoại ơi. Vâng, xin được cảm ơn các anh các chị và các bạn đã lắng nghe và cổ vũ cho Hoàng Tú rất là nhiều. Vâng, cảm ơn anh Như Nguyễn, chị Hội Nguyễn, em Thanh Lập, em Trần Hải Yến và tất cả các chị Hoàng Tú chưa nhìn thấy thì Hoàng Tú sẽ cảm ơn sau ạ. Vâng, vừa rồi các anh các chị đã và các bạn đã đón nghe hai ca khúc do soạn giả Vấn Trèo thể soạn lời bài hát của soạn giả Vấn Trèo rất là hay phải không các anh các chị? Dạ vâng, xin cảm ơn chị Chủ tịch Hải Toan. Vâng, cũng để tiếp theo chương trình thì Hoàng Tú xin gửi tới cả nhà một bài hát theo làn điệu Luyện Năm Cung của soạn giả An Hải Minh. Soạn giả An Hải Minh và soạn giả Vấn Trèo cũng là hai thành viên của ban quản trị câu lạc bộ Những Người Yêu Trèo Văn Giang. Và sau đây Hoàng Tú xin gửi tới cả nhà bài hát Người Trồng Cây Đức theo làn điệu Luyện Năm Cung của soạn giả An Hải Minh. Mời cả nhà cùng đón nghe ạ. Xin cảm ơn cả nhà yêu thương rất là nhiều ạ, đã cổ vũ cho Hoàng Tú. Em cảm ơn chị gái Liên Phan ạ. Trải qua năm tháng mười xưa, ra đi từ chốn quê hương Thái Bình, chữ tâm tô điểm làm sinh, vun trồng chữ đức cho mình vươn lên. Chữ tâm mi tô điểm làm sinh, vun trồng chữ đức cho mình vươn. Tâm mi hồn thay
anh cả ơi. Ngàn núi tựa tỏa xe đi ba thằng nghề vừa mỹ bay ngập vàng như dòng sông đi nặng như phủi xa cho thấy nơi hoa mùa màng tươi tốt ý niệm đời tích đức tu thân sở hôm lao động chuyên cần vì ai đường đời còn lắm trong gai ươm mầm tạo ước tương lai quả lành cả đời mi có đi cây rừng đi gốc đi bên nghĩa nhân làm thề sớm đi chăm lo miếng ngon dành cho nội ngoại chân quý chỉ là đâu cả tấm gương còn truyền gia đình êm ấm tên đi nhau như chồng vâng, mọi người chú xin được cảm ơn cả những yêu thương đã cổ vũ cho Hoàng chú rất nhiều ạ. Cảm ơn soạn giả Huấn Trèo, cảm ơn soạn giả An Hải Minh đã có những tác phẩm rất là hay. Mặc dù thì Hoàng Anh Tú chưa thể hiện được hết những khả năng để mà thể hiện được ca khúc theo ý của soạn giả, nhưng mà bởi vì các anh là soạn giả và cũng là thành viên của quản trị viên của câu lạc bộ những người yêu trèo Văn Giang thì hôm nay Hoàng Tú xin được thể hiện những ca khúc mà các soạn giả Huấn Trèo và An Hải Minh đã viết ạ. Em xin chào anh Toàn Trống ạ. Em xin chào chị Hội Nguyễn, em Nguyễn Nguyệt Thi. Cảm ơn cả nhà yêu thương rất là nhiều. Cảm ơn em Nguyễn Thị Duyên, bạn Lý Bùi. Và có lẽ là cũng gần hết đến thời lượng lên sóng của Hoàng Tú thì Hoàng Tú xin phép được kết thúc chương trình lên sóng sau một bài hát cuối cùng theo làn điệu trèo cổ Đường Trường Trong Rừng. Xin mời cả nhà cùng đón nghe. Em xin cảm ơn chị gái Liên Phan. Chị gái Liên Phan là một người chị nghệ sĩ hát rất là hay, chị biểu diễn và múa rất là dẻo và rất là đẹp. Đã hai lần Hoàng Anh Tú được biểu diễn cùng với lại chị Liên gái Liên Phan.
Xin chào soạn giả Nguyễn Văn Hai. Soạn giả Nguyễn Văn Hai vừa mới vào, Hoàng Anh Tú xin được gửi lời chào tới soạn giả Nguyễn Văn Hai. Xin chào anh Nguyễn Văn Hiếu ạ. Vâng, em cảm ơn tất cả các anh chị đã cổ vũ cho em từ đầu rất nhiều ạ. Em xin cảm ơn cả nhà nhiều ạ. Và một bài hát cuối cùng Hoàng Tú xin gửi tới cả nhà yêu, trước khi chúc cả nhà một buổi tối ngủ ngon và mưa đẹp ạ, thì Hoàng Tú xin gửi tới cả nhà một làn điệu trèo cổ theo làn điệu Đường Trường Trong Rừng, mời cả nhà cùng đón nghe. Dạ vâng, em cảm ơn chị gái Liên Phan ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tú xin được cảm ơn chung 31 tình yêu vẫn còn đang cổ vũ cho Hoàng Tú ạ. Xin được cảm ơn tới các anh các chị trong ban quản trị câu lạc bộ những người yêu trèo Văn Giang. Xin được cảm ơn tới tất cả các anh chị và các bạn nghệ sĩ trong và ngoài câu lạc bộ những người yêu trèo Văn Giang. Và chương trình lên sóng của Hoàng Tú hôm nay xin được khép lại tại đây. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các anh các chị nghệ sĩ và các bạn đã lắng nghe và cổ vũ cho Hoàng Tú. Xin được chúc cả nhà một yêu thương một buổi tối nghe nhạc thật là vui và chúc cả nhà ngủ ngon ạ. Xin cảm ơn và xin chào ạ.